Sapa là một trong những địa điểm đẹp, hùng vĩ nhất miền Bắc của Việt Nam. Nơi đây luôn thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tới đây quanh năm. Nếu bạn thích Sapa nhưng chưa một lần được trải nghiệm không khí ở xứ sở xinh đẹp này thì hãy cùng theo chân mình đi khám phá nơi đây nhé. Xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang ở Sapa. Hôm nay đi cùng mình gồm có anh A Hoàng, là người dân bản địa ở đây luôn. Xin chào mọi người, mình là Hoa Hoàng, mình đang sinh sống tại Sapa. Đây là lần đầu tiên em lên Sapa nhỉ? Đây là lần đầu tiên em lên Sapa ấy. Cảm giác thế nào em? Không khí thì lúc mà em đến là vào chập tối ấy, nên là thời tiết hơi lạnh một chút. Tối đây nó giống như kiểu mùa đông ấy. Một ngày ở Sapa nó chia thành 4 mùa. Buổi sáng thì nó sẽ là mùa xuân, buổi trưa trời nắng thì nó là mùa hè, buổi chiều thì nó sẽ là mùa thu. Buổi tối em lên đến đây ấy, nó sẽ rất lạnh, lạnh nó sẽ dạng kiểu mùa đông. Vâng, đúng vậy. Trước anh xem video của em ấy, em đi Hà Giang đúng không? Vâng, đúng thì vậy. Em thấy ở Hà Giang khác Sapa ở điểm nào? Thấy khác một chút là ở Sapa là đã phát triển du lịch rồi, nhưng mà dù gì thì vẫn giữ được cái nét mộc mạc và hoang sơ của núi rừng, miền núi Tây Bắc. Đây, cái bông họ ở đây rất là này. Đấy, nhiều lớp quá. Nó bung ra. Em nhìn cái màu sắc ấy. Bình thường hoa hồng là mình sẽ kiểu cái lớp của nó sẽ chút vào ấy. Hoa ở đây là chỉ có một màu là màu hồng thôi, nhưng mà nhìn lên là cái màu nó rất là rực và rất là đẹp nhá. Hoa hồng cổ ấy, nó chỉ trồng được ở những xứ lạnh thôi. Điều kiện phải khắc nghiệt một chút nó mới sống được. Nếu mà bây giờ em nhìn ở đây, thì em thấy nó giống hình gì? Em thấy giống cái cốc này. Còn cái này giống cái gì? Cái gì mà của dân tộc Thổi Kèn à? Cái gì? Em bảo là cốc ấy. Nó là cái gù lên nương ấy. Người ta hay đeo đúng không? Đúng rồi. Em hình dung rồi. Tại sao em nhìn giống cốc? Vì bình thường là cái gù ấy thì nó bằng lan tre, nó đan vào nhau, chứ nó không phải kiểu đắp bê tông, không phải đắp lên mà kín như này. Thì em nhìn giống cái cốc là đúng rồi. Đấy, còn hai cái này à, cái này gọi là cái khèn. Khèn nhá, không phải là kèn, nó là khèn. Đây là dụng cụ âm nhạc ấy. Của nó giống kiểu sáo dưới mình ấy, của người dân tộc ấy. Nhưng mà nếu mà không giải thích thì mình cũng vẫn nghĩ đây là cái cốc. Đúng rồi, nhìn nó giống cái cốc. Còn cái này thì vẫn hình dung ra được cái khèn, bởi vì xem trên TV cũng khá nhiều rồi thì cũng biết cái hình dung được cái khèn nó như thế nào. Bán kích rồi chị? Bán tím ấy. Bán kích tím à? Bán kích này là được mấy năm? 5-6 năm á. Bình thường ở đây bán bao tiền một cân ba kích? Ba kích này là 250. 250. Ba kích có bao nhiêu công dụng gì hả chị? Cái này muối tặng trắng dương này. Muối hợp trắng dương khỏe lên cốt. Nó mít xương khớp. Mình rất ngạc nhiên vì ba kích ở Sapa đắt hơn những chỗ khác. Bình thường giá của ba kích chỉ khoảng 170.000 đồng 1 kg thôi. Sự khác biệt duy nhất giữa ba kích ở Sapa so với các nơi khác là ba kích ở Sapa thì có sẵn và được thu hoạch ở trên rừng, chứ không phải được người dân trồng và chăm sóc. Mà ba kích ở trên rừng thì có tuổi thọ lâu hơn, rất khó tìm để thu hoạch được. Tuổi thọ càng lâu, càng già, càng có giá trị. Bảo sao ba kích ở Sapa đắt hơn? Em thấy trên thị trường có dùng mặt có cả ba kích cao, ba kích ấy, dùng cái bôi ấy. Là cũng nấu từ cái này ra ấy. Nó cũng nấu từ này ra đấy. Nhiệt lắm thì chuẩn nhiệt lắm à, chuẩn tình em à. Trời ơi, đẹp trai quá. Ơi, trời có lớn một tiền riêng nhé, lớn tiền giống giống rồi. Bye bye nha. Ở chỗ này có cái thác đẹp nhỉ anh nhỉ? Ừ, thế chỗ em đây là thác Tiên Sa. Tiên Sa, thấy mọi người. Một trong những cảnh đẹp nhất của bản Cát Cát này. Thấy mọi người đây là dừng lại và chụp ảnh rất là nhiều.
và những cái trang phục rất là đa dạng. Không chỉ là một cái màu áo dân tộc không mà em thấy là còn có kiểu như là Mông Cổ, đúng không? Em muốn xuống đây chụp ảnh về kiểu không? Ờ, em cũng muốn thử check in ở đây á. Đấy, đi anh đi em xuống. Vâng. Thế nào? Lần đầu tiên em thấy cái thác nước to như này mà đứng gần như thế này. Đã đi cũng vài miền rồi ấy, nhưng mà để mà cái đứng thác nước gần như này là lần đầu tiên. Nhưng mà thời đó là không biết là nước ở đây nó lạnh hay là do thời tiết nó lạnh mà cái nước nó phả vào em rất là lạnh. Nước kể rằng ở đây các tiên nữ dáng trần xuống đây để tắm ấy, thì thực ra được gọi là thác tiên sa. Wow, lạnh quá. Thôi, tắm tiền thì lạnh, anh em mình phải đi chỗ khác thôi, trong tháng. Chào bà. Bà đang làm gì đấy? Bà đang nghe. Đang nghe, đang nghe xong là nhục sàng, xong là như cái này. À, ta. À. Nó đang mấy cái à? Làm ghế. Đang họa tiết. Họa tiết lên tải. Đây là ghế tiết sáp ong. Sáp ong. À, sáp ong. Dùng sáp ong vẽ lên. Cái này là hoàn toàn từ thiên nhiên đúng không ạ? Cái là hoàn toàn như này rồi. Hoàn thành rồi. Mày ớ. Mày áo. Mày áo. Đây, cái miếng vải đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái sáp ong này để vẽ lên. Sau đó sẽ đi nhuộm chàm nhé. Nhuộm chàm thì được ra một cái mảnh vải như thế này, là có nó có màu như này. Nhưng cái này là làm xong thì để làm gì hả bà? Xong là cái này để làm xong là để may áo thôi. May áo. Như này đây. À, cái này là để may áo. Vâng. Một cái bên này, một cái bên này này. Vâng, à, là hai cái cánh tay áo. Là bà đeo cái này từ năm bao nhiêu tuổi? Đeo cái cũng đủ lên 72 đấy. Nghĩa là để được một tháng thì. À, để được một tháng là bắt đầu xỏ cái này xong rồi. Dạ. À, đeo cái này có bị nặng tay hay đau tay không bà? Không nặng, không đau. Bây giờ nó lâu quá thì bên tay. Vâng. À, đây là nhìn cái thác mà từ trên cao ấy, nhìn nó đã hơn mà lúc mà ở gần luôn đấy mọi người. Tiếng thác nước chảy rồi là tiếng thèn táo thổi nó vẫn rất là du dương. Công nhận Cát Cát là một trong những bản làng đẹp nhất Tây Bắc. Cảnh đẹp thơ mộng của núi rừng nơi đây thật biết cách khiến con người ta phải đem lòng thương mến. Nếu có dịp thì mọi người hãy đến đây một lần nhé, đảm bảo là không khiến mọi người thất vọng đâu. Sau một ngày lang thang ở Sapa ấy, thì Trang cảm nhận gì về đất nơi đây? Em cảm thấy Sapa là một nơi đáng để đi và quay lại. Mặc dù là nơi này phát triển rất là nhiều rồi, nhưng vẫn giữ được cái âm hưởng bản sắc dân tộc của người dân miền núi Tây Bắc. Sau đây anh có một quà muốn tặng cho Trang. Ở trong đây có những đặc sản hạt Sapa, rẻ, châu sấy. Châu sấy và chè tuyết ở Sapa. Thế này cái này là rất là đáng quý luôn. Em cảm ơn nhé. Trang nhận anh nhé. Đây, mình đi Sapa và được anh A Hoàng tặng. Anh rất mong chờ video lần này của Trang ấy để chia sẻ đến mọi người những trải nghiệm tốt đẹp nhất của vùng núi Tây Bắc ở đây. Vâng, anh yên tâm và video tiếp theo tuần sau thì mong anh sẽ đón chờ của tụi em nha. Mọi người hãy like và subscribe để theo dõi những chuyến hành trình tiếp theo của Trang nhé. Và bây giờ thì chuyến hành trình hôm nay của mình đã kết thúc rồi. Hẹn gặp mọi người vào lần sau nha. Bye bye.